Hey, hôm nay chơi Roblox vui thiệt chứ mấy bạn ơi. Hey, đây là tài khoản Roblox của mình nè các bạn, H1H4 đó. Bạn có chơi Roblox thì kết bạn với tôi nha. Hey, ủa, gì vậy? Hết hồn rồi bà nội. Ôi, đang chơi Roblox nè, tôi đang chơi Roblox nè. Nhìn xịn dữ vậy. Đúng rồi, trời ơi, giờ mà sao qua đây kiếm gì? Hôm nay tôi qua đây tôi kiếm ông á, là tôi nhớ cái đợt trước á, ông đã xử xong Yara, ông nhớ không? Ờ hả? Ừ, thì Yara mới còn sống hay đã chết vậy? Hi ha bờ ram còn sống hay đã chết à? Để tôi lục lại trí nhớ coi. Tôi nhớ lần trước thằng hi ha tha hóa nó chém quá trời luôn. Xong rồi hi ha bờ ram nó bay nhảy xong rồi nó nằm ở dưới đất luôn mà. Xong rồi tôi đi về, tôi không biết nó sống chết sao nữa. Hả? Không biết hả? Tôi nhớ rồi, còn có Zombie với ẩm bế nó đi nữa. Zombie ở thế giới bên đó đó hả? Đúng rồi, 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 đúng rồi. Ê, hay là hôm nay mình đi tìm hiểu hi ha ram đó đi. Con coi lộc, mình đi tìm hiểu hi ha ram đi. Nghe cũng hợp lý nhỉ mấy bạn ơi. Nhưng mà không biết là bên bển nó ổn nữa, với lại lỡ mình sau cái giận đó hôm bữa, bây giờ nó muốn trả thù mình là lỡ có chuyện gì là thấy bà luôn không? Trời ơi, sao lưng ông còn có chống đỡ là tổng đốc, sao lưng ông còn có chống đỡ là y anh ba, sao lưng ông còn có la rồi nay ba re thì ông sợ cái gì nữa? Sợ sao không sợ được chứ, mấy thằng đó lại có sức mạnh thiệt, nhưng mà tôi không có. Thôi được rồi, bây giờ tôi dẹp tay nghe rồi đi qua làng Hi Âu nhờ Hi Alpha mở qua Hi Bram đó đây. Để ở đây thôi các bạn ơi. Thôi treo cái Roblox ở đây luôn đi, treo Roblox ở đây luôn các bạn ơi. Các bạn thấy không, tên H1H4 nha. Được rồi, treo tài khoản ở đây nha. Được rồi, được rồi, được rồi, đi thôi cho mấy ơi. Bây giờ qua làng Hi Âu rồi. Let's go, let's go. Quá rồi, Zombie rồi. Ủa, Bèo Dâm, ở đâu rồi? Bèo Dâm, bà đâu rồi? Ôi, trời ơi, làm cái gì mà mò dữ vậy ní? Trời ơi, có mò đâu, chậm chậm xíu thôi mà. Thôi được rồi, bây giờ thì lên nhà tổng thống đi kiếm Alpha đi. Đây, 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 tụi mình đi. Đây, woohoo. Lên, Bèo Dâm ơi. Trời ơi, vậy mà cũng bị kẹt nữa. Lên, 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 thì Alpha ơi, quẹ vô, quẹ vô. Đang làm gì vậy? Trời ơi, không thấy sao nha. Tao đang đánh đờn, có chuyện gì vậy? Mày có thể giúp tao mở cổng để qua được cái vũ trụ hàng Hi Abram được không? Tao muốn qua bển để thăm thử coi sau cái vụ lần trước rồi như nào á. Ổn không đó? Qua bên đó, hàng đó chính là một hàng rất là nguy hiểm đó. Tụi mày mà qua bển lận coi có chuyện gì rồi sao? Tao không giúp được đâu đó. Thôi mà, tao đang muốn thăm. Dù gì nó cũng là một trong những người trong làng Hi Âu mà. À, không phải là Hi Âu mà là cũng là Hi Ha á. Nên là giúp tao qua bển thăm thử đi. Đúng rồi đó, tôi cũng muốn qua bển để gặp Zombie hả? Hey, được rồi, dù gì tụi bay nói cũng hợp lý đó. Rồi theo tao, tao sẽ mở cánh cổng đến Abram cho tụi bay. Let's go. Được rồi, cánh cổng này sẽ giúp cho hai người đến được cái nơi của Abram đó. Nhớ là cẩn thận đó nha, có chuyện gì thì chạy qua cổng liền đó. Rồi, được rồi. Rồi tôi biết rồi mà. Thôi, chúng ta lên đường nhanh luôn đi Zombie ơi. Cảm ơn okay. Alpha nhiều nha. Tôi đi đây. Ủa Zombie rồi, ở đây rồi, trời ơi. Ở đây nè. Ê Zombie ơi, nhưng mà bây giờ biết tìm Hi Ha Bram ở đâu bây giờ? À, tôi cũng không biết nữa, ông biết nhà Hi Ha Bram ở đâu không? Ông dẫn tôi đi đi, dù gì ông qua rồi, tôi qua lần đầu mà. Hay giờ biết kiếm ở đâu được ta? Thôi, bây giờ mình đi vòng vòng kiếm thử thông tin coi xem sao thôi Zombie ơi. Ok. Ủa, anh ra. Hả chi? Như em nghe nói anh không phải là người ở vũ trụ này đúng không? Ê, chết trời, tụi mình phát hiện hả? Ơi ơi ơi, đừng làm gì cho tôi nha ông nội. Trời ơi, em có làm gì đâu, em chỉ hỏi thôi mà. Quên, Hả Chi làng thiền mà. Ơi, tụi anh là không, đúng là không phải vũ trụ này. Lần trước tụi anh đã đánh bại Hi Abram ở vũ trụ này rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, nhờ anh đã đánh bại Hi Abram ở vũ trụ này nè, nên mọi người không còn sống trong sự lo sợ nữa. Hi Abram ở vũ trụ này mọi người rất là lo sợ hả Hả Chi? Đúng rồi anh. Trời ơi, Hi Abram ở vũ trụ này á cực kỳ hung dữ với độc tài luôn á. Theo anh biết được là nhờ hung dữ với độc tài nên là vũ trụ này nhìn nó mới tiên tiến phát triển như thế này đó. Chứ thật sự rằng là nếu mà những vũ trụ của tụi anh bây giờ nó chỉ là một cái làng thôi, nó không được một thành phố hiện đại như thế này đâu Hả Chi à. Đúng rồi đó, nó chỉ là một cái làng ở dưới quê nhỏ nhỏ thôi à. Ơi, đúng, chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Được cái này thì mất cái kia đúng không? Đúng rồi đó anh. Ơi, nhưng mà tụi anh đang cần một cái điều như thế này nè Hả Chi. Anh không biết rằng là hai vũ trụ này còn sống hay sao không em? Trời ơi, đúng rồi anh, nhờ chị Dâm nè cứu được Abram
Trời, giờ anh Abraham đang dưỡng thương rồi. À, vậy là Jimmy lần trước mà ẵm đi nên là nhờ cứu được hả? Vậy cũng may mắn, nhưng mà vẫn đang trong hôn mê sao? Trời ơi, đang trọng thương rồi hôn mê, nó chưa tỉnh dậy nữa anh. Vậy là từ đó đến giờ là hơi bị lâu rồi đó mà chưa tỉnh luôn. Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi, có khi nào do ai quá vậy? Trời ơi, Hi Ha thao hóa nó cày cứu nó chém thôi chứ tôi có biết đâu. Ôi, vậy mọi người ở nơi này, mọi người sau khi nghe tin đó mọi người thấy như thế nào? Trời ơi, mọi người trong làng vừa vui mà cũng vừa buồn anh. Trời buồn thì do là anh Hi Ha cũng là một người anh giúp ngôi làng của chúng ta phát triển lên tới bây giờ mà. À, vui á thì vui á thì anh không còn ép buộc mọi người nữa nên không còn độc tài nữa nên mọi người không còn sống trong sự lo sợ nữa. À, hiểu luôn. Như vậy cũng gọi là được cái này thì mất cái kia thôi đúng không? Đúng rồi. À, thôi, bây giờ thì tụi anh đang muốn gặp Jimmy ở vũ trụ này đó. Em có thể giúp anh được không? Em biết Jimmy vũ trụ này ở đâu không? À, em cũng không biết nữa, nhưng mà em biết được một người biết nè. À, anh thử đi tìm Jack thử đi. Ờ đúng rồi, Jack là làm việc cho Hi Ha mà đúng không? Biết đâu được là biết đó. Ấy, vậy bây giờ Jack đang đâu vậy? Dẫn anh đi đi. Được rồi, đợi anh đi theo em nè. Đi Jimmy ơi, đi Jimmy ơi. Được rồi các bạn ơi. Đây. Jack. Trời ơi, ông này mới dắt lên thiệt chứ. Hình như hai người này không phải vũ trụ của mình đúng không? Trời đúng rồi đó. Hai nhưng mà hai người đánh bại Hi Ha Bram nè. Tôi biết rồi, có chuyện gì vậy? Hai người này là đang đi kiếm chị Jimmy. Ông biết chị Jimmy ở đâu rồi đúng không? Thì ông dẫn người này hai người này đi đi. À thì tôi biết. Đúng rồi, tụi tôi chỉ muốn tới để thăm thăm Hi Ha Bram kia coi bị như thế nào rồi thôi. Chứ tụi tôi không có. Ok tôi biết rồi, người này lần trước cũng làm cho Hi Ha tới giờ cũng cho tôi nhóc á. Anh muốn đi coi thì tôi dẫn cho mà đi. Được rồi, tụi tôi chỉ đi coi thôi, không làm gì đâu. Tụi tôi không có sức mạnh gì đâu, nên yên tâm đi. Đúng rồi đó, bọn tôi không để làm hại mọi người đâu. Trời ơi, chắc ơi, ông dẫn hai người này đi nha. Tôi có việc rồi, tôi giờ tôi đi về đây. Bye Hai Chi nha. Bye bye Hai Chi nha, cảm ơn Hai Chi nhiều nha Hai Chi. Ôi giời ơi, Hai Chi nó đi rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ đi theo Jack thôi các bạn. Ủa, Jimmy đang ở đâu vậy Jack? Lạ thiệt. Gần đây thôi, giờ hai người đi theo tôi đi. Nhưng mà hai người đợi tôi lâu chưa? Thật ra tôi mới tới thôi là gặp Hai Chi luôn đó. Nên là bọn tôi gặp Hai Chi, cái Hai Chi giúp tụi tôi luôn á. À, là Hai Chi giúp tụi tôi tìm ông. Tôi đang muốn gặp Hi Ha kia thử coi Hi Ha kia đang làm gì á. Ủa, hai tụi bay làm gì vậy? Ở yên đó, đi theo tụi ta nhanh lên. À, như vậy là sao vậy? À, hai đứa bay bị bắt chứ còn gì nữa. Giờ nghe lời tàu hủ đi, đi theo tụi ta. Ơi, giờ sao đi hả? Đành chịu thôi, bọn họ có súng kìa. Trời ơi, tụi bay lâu lắm rồi nha. Không ngờ hôm nay hai tụi bay tự nạp mạng vô đây luôn. Tụi tôi không cần phải đổ công sức nhiều. Bắt tao vào đây thì cũng chẳng giúp ích gì được đâu. Mày định làm gì? Nói đi. Dạ. Nó hỏi mình định làm gì kìa. Còn hỏi nè, ta sẽ trả thù thằng Hi Ha Bram giết tụi bay. Trả thù cho Hi Ha Bram? Chẳng phải tụi mày đang cảm kích vì cái việc tao làm à? Chẳng phải như Hai Chi đã nói sao? Hai Chi hả? Thằng đó thì biết cái gì chứ. Người ta không có giống gì đó. Người ta đi theo lý tưởng Hi Ha. Lý tưởng đó thật là tuyệt vời. Vì lý tưởng đó có thể giúp cho thế giới này tốt hơn. Còn tụi bay dám ngăn cản nó cho nên tụi bay phải trả giá. Hai người mù quáng, hai người điên rồi. Mù quáng nghe theo lời nó thì cũng có được có gì đâu. Im miệng đi, tụi bay mới là đồ lừa đảo. Tụi bay là những kẻ xấu xa đó, cho nên là tụi ta sẽ tiêu diệt tụi bay. Hết thuốc chữa rồi, nghe theo thằng đó thì được gì đâu. Nó đang làm những việc ác thôi, được có gì ha. Dạ, bây giờ mình tính sao với hai đứa này đây? Đương nhiên tụi ta phải giết nó. Trả thù cho Hi Ha Bram. Biết được chuyện này chết rồi Hi Ha ơi. Bọn nó đang muốn giết chúng ta, bây giờ mình phải làm gì đi? Bây giờ làm gì được nữa, mình bị trói rồi. Hai đứa này nó ngu quá, nghe lời thằng kia để được gì đâu. Cái lý tưởng sai trái đó. Hiển cận. Hiển cận hả? Tụi bay cứ cho là vậy đi. Tụi bay cứ nói cho đã đi, rồi tụi bay cũng sẽ chết thôi. Chúng nó nói nhiều quá, xử tụi nó luôn đi. Được, vậy thì bây giờ lấy súng ra đi. Ta xử giống mày, mọi người xử Hi Ha đi. Tụi bay chuẩn bị chết á. Không, đừng có làm như vậy. Hả? Gì vậy? Tên nào bắn đi? Là Jimmy. Cái gì? Jimmy? Mày làm gì ở đây vậy? Ui, đây là Jimmy ở vũ trụ này hả? Đúng rồi đó Jimmy, đó là Jimmy ở vũ trụ này. Hai người dừng cái chuyện này lại đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mọi người làm gì vậy hả? Không phải chính tụi này đã sa thải Hi Ha hả? Chính tụi nó là người đã khiến Hi Ha trở thành như vậy đó Jimmy. Tôi biết là như vậy. Chính tôi là người đã có mặt ở đó mà. Tụi bà cản tôi làm gì chứ? Sao bà lại cản tôi chứ? Hãy để tụi tôi giết hai đứa đó để trả thù cho Hi Ha nữa. Những việc của Hi Ha làm là sai trái. Bọn họ làm như vậy thì cũng đúng thôi. Hi Ha của chúng ta không tốt như mọi người đang nghĩ đâu. Hi Ha đã giết biết bao nhiêu người rồi. Quy nước, Abi, kể cả Super Ngáo nữa và những người khác nữa. Hai người không nghĩ những người đó là bạn của tụi mình à? À, tôi thì sao? Tại mấy người đó không chịu nghe theo lý tưởng của Hi Ha thôi. Lý tưởng của Hi Ha thì hay đấy, nhưng mà nó quá độc ác. Không nên ủng hộ nó. Nhưng mà nó đã khiến cho Hi Ha trở thành một người thực vật mà Jimmy. Bà có phải là người yêu của Hi Ha không vậy? Không nói nhiều. Tôi không muốn giết hai người đâu. Tha cho bọn họ đi. Thả họ ra. Nhưng mà
giúp mi. Rồi, thả họ ra đi, đã tới vậy rồi. Không được. Thả đi, chị ta, mình đã thua rồi. Được rồi, vậy thì thả đi. Ây da, trời ơi, cuối cùng cũng ra khỏi cái này rồi, đau hết cả người luôn á. Đi ra lẹ, quá trời quá. Trời ơi. Không hiểu sao nghe lời nhà kia để làm gì được gì đâu chứ. Hai người nên dừng lại cái chuyện này đi. Nhờ có những người này á thì Hiha mới sáng tỏ ra cái việc Hiha ác mà Hiha đã làm. Đúng vậy. Nhưng mà hai người cũng phải nên dừng lại. Bởi vì những người anh em của họ, những người Hiha khác rất là mạnh. Hai người không đối đầu nổi đâu. Mọi người nên dẹp súng với nhau đi. Bạn bè với nhau thôi, chĩa súng vào nhau để được gì đâu. Thì xử luôn mấy người kia. Tụi mày đã chứng kiến những người trong đó chưa? Hiha bờ ra mà còn bị xử được thì tụi mày nhăm nhò gì hả? Ta không quan tâm, những kẻ đó là tiêu diệt Hiha Ram rồi, ta không nên cam phục được. Đây là Ly đấy á, đừng lại đi Hữu ơi. Mình dùng cái nói đúng á, những Hiha khác rất là mạnh được rồi hai đứa. Kia thì phiền phức lắm. Hỏi những người khác được bị tấn công trong vũ trụ này tính sao hả? Ai, được rồi, nếu mày đã nói như vậy thì thôi, tao bỏ qua. Nhưng mà tụi bay coi chừng tao đó. Trời ơi. Thôi, kệ bọn họ đi, chúng ta đi thôi hai người. Cái gì mà hai người này sao mà hung dữ dữ vậy trời. Đi thôi Dung ơi, đi. Hai người qua đây có chuyện gì không? Thật ra là tụi tôi qua đây là chỉ muốn gặp Hiha Bram. Sau cái vụ lần trước thì tụi tôi không biết là Hiha Bram bây giờ hiện tại đã ra sao rồi. Đúng vậy, lần trước Hiha tha hóa người của tôi hơi mạnh tay nên là cô thông cảm nha. Không sao đâu, dù gì cậu ấy cũng không chết, như vậy là quá tốt rồi. Vậy bây giờ Hiha Bram nó có ổn không? Đúng vậy. Cậu ta thì vẫn đang được chữa trị thôi. Vết thương lần trước quá nặng, nhưng mà đang được tiến triển khá là tốt rồi. Ồ, như vậy thì tốt quá. Vậy là cậu ta vẫn chưa tỉnh sao? Đúng như thế, vẫn chưa tỉnh. Bộ lần trước nó nặng đến như thế luôn sao? Ăn thiệt chứ cái thằng Hiha tha hóa này. Mà thôi, được rồi. Hôm nào đi, nếu Hiha Ram tỉnh thì chính tay tôi sẽ qua bển để mời mọi người qua đây. Ui, nếu được như vậy thì tốt quá. Có gì nhớ qua kêu tụi tôi nha giùm mi. Đúng rồi đó, nhớ qua kêu tụi tôi nha. Tôi muốn nói chuyện với lại Hiha Bram đó. Tôi hứa, được rồi, hai người về đi. Được rồi, thôi, hôm nay đến đây thôi Jimmy. Đi về thôi, cảm ơn cô nhiều nha Jimmy. Tụi tôi về đây. Thôi, chúng ta đi thôi.